Cô thân ái chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học bài số bị trừ, số trừ, hiệu. Hôm trước chúng ta đã làm quen với tên gọi các thành phần của phép tính và thực hiện đặc tính và tín hiệu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập các bài tập còn lại nha. Hai tính nhẩm. Cột thứ nhất, 2 cộng 8, 10 trừ 8, 10 trừ 2. Cột thứ hai, 30 cộng 50, 80 trừ 50, 80 trừ 30. Cột thứ ba, 86 cộng 0, 89 trừ 9, 89 trừ 0. Bây giờ các em hãy nhẩm và báo kết quả lại với bố mẹ nha. Các em đã nhẩm xong chưa? Bây giờ các em hãy nhờ kết quả cùng cô nha. 2 cộng 8 bằng 10. 10 trừ 8 bằng 2. 10 trừ 2 bằng 8. Ở cột đầu tiên này các em thấy có điều gì đặc biệt không? Đối với phép tính 2 cộng 8 bằng 10, 2 và 8 được gọi là số hạng. 10 được gọi là tổng. Khi ta lấy tổng trừ đi số hạng này sẽ được số hạng kia. Lấy tổng là 10 trừ đi số hạng này là 8 sẽ được số hạng kia là 2. Lấy tổng là 10 trừ đi số hạng này là 2 sẽ được số hạng kia là 8. Cột thứ hai, 30 cộng 50 bằng 80. 80 trừ 50 bằng 30. 80 trừ 30 bằng 50. Cũng giống như ở cột 1. Khi lấy tổng trừ đi số hạng này, ta sẽ tìm được kết quả là số hạng kia. Cột 3, 86 cộng 0 bằng 86. 89 trừ 9 bằng 80. 89 trừ 0 bằng 89. Đối với cột thứ ba này, khi ta lấy một số nào đó cộng hoặc trừ với 0 sẽ bằng chính nó các em nha. Bài 3, số. Ở bài A và B đều có những dấu chấm hỏi. Các em sẽ thực hiện tìm số phù hợp với những dấu chấm hỏi này nha. Cô sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập A. Bài A là tháp có 3 tầng. Trong đó, tầng thứ 3, ô cuối cùng, đang đặt dấu chấm hỏi, cần chúng ta tìm con số. Các em sẽ thực hiện bằng cách tính từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Bây giờ cô mời các em quan sát. Tầng trên là 8, tầng dưới là 3 và 5. Dễ nhận thấy 3 cộng 5 bằng 8. Vậy 8 gồm 3 và 5. Tiếp theo, tầng thứ hai ô là số 3. Bên dưới số 3 là hai ô 2 và 1. Vậy 3 gồm 2 và 1. Cuối cùng, 5 sẽ gồm 1 và dấu chấm hỏi. Ta thấy 1 cộng dấu chấm hỏi sẽ bằng 5. Vậy muốn biết dấu chấm hỏi ở đây là bao nhiêu, ta sẽ thực hiện phép tính trừ. 5 trừ 1 bằng 4. Vậy số 4 sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi. Các em đã nắm được chưa nào? Bây giờ cô mời các em thực hiện bài tập B. Các em đã xong bài tập B chưa? Cùng kiểm tra kết quả với cô nha. Bài B là tháp gồm 4 tầng. Trong đó có 5 ô số đang đặt dấu chấm hỏi. Các em sẽ thực hiện tìm các số thay cho dấu chấm hỏi bằng cách tính từ trên xuống dưới và từ trái qua phải. Cô mời các em quan sát. Hàng thứ nhất là 10. Hàng thứ hai là 6 và 4, vậy 10 gồm 6 và 4. Tiếp theo, hàng thứ hai bên trái gồm 6. 6 gồm 5 và dấu chấm hỏi. Muốn biết dấu chấm hỏi là bao nhiêu, ta thực hiện phép trừ 6 trừ 5 bằng 1, vậy 1 thay thế cho dấu chấm hỏi đầu tiên.
Khi ta tìm được số 1 ở dấu chấm hỏi đầu tiên rồi, chúng ta sẽ thuận tiện để tìm được dấu chấm hỏi thứ hai. 4 sẽ gồm 1 và dấu chấm hỏi. Ta thực hiện phép trừ 4 trừ 1 bằng 3, vậy 3 sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi thứ hai. Dựa vào hai dấu chấm hỏi đầu tiên, ta đã tìm ra được số 1 và 3, chúng ta sẽ dễ dàng tìm được những số ở trong dấu chấm hỏi còn lại. Tiếp theo, 5 gồm 4 và dấu chấm hỏi. Ta thực hiện phép trừ lấy 5 trừ 4 bằng 1. Vậy 1 sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi thứ 3. Có được số 1 ở đây, ta lại tiếp tục tìm được số ở dấu chấm hỏi thứ 4. 1 gồm 1 và dấu chấm hỏi. Ta thực hiện 1 trừ 1 bằng 0, vậy 0 sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi thứ 4. Và từ số 0 này, ta sẽ tìm được dấu chấm hỏi cuối cùng là số bao nhiêu. 3 gồm 0 và dấu chấm hỏi. Ta thực hiện 3 trừ 0 bằng 3, vậy số 3 là số cần tìm, điền vào dấu chấm hỏi cuối cùng. Các em làm có đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập tiếp theo. Bài 4, số mẫu. Hàng trên là 70, hàng dưới là 30 và dấu chấm hỏi. 70 sẽ gồm 30 và dấu chấm hỏi. Để biết được số nào đang ẩn ở dấu chấm hỏi này, chúng ta sẽ thực hiện phép tính trừ. Lấy 70 trừ 30, chúng ta sẽ ra được kết quả. Ở đây, 70 trừ 30 bằng 40. Vậy, 70 sẽ gồm 30 và 40. 40 là số đang ẩn ở dấu chấm hỏi này. Bây giờ, cô mời các em thực hiện các bài tập tiếp theo. Số 50 gồm 20 và dấu chấm hỏi. 60 gồm chấm hỏi và 40. 90 gồm 90 và dấu chấm hỏi. Các em hãy điền số phù hợp với những dấu chấm hỏi này nha. Chúng ta chờ kết quả cùng cô. 50 gồm 20 và dấu chấm hỏi. Ta thực hiện phép tính trừ, lấy 50 trừ 20 bằng 30. Vậy 50 gồm 20 và 30. 60 gồm dấu chấm hỏi và 40. Ta thực hiện phép tính trừ, lấy 60 trừ 40 bằng 20. Vậy 60 gồm 20 và 40. 90 gồm 90 và dấu chấm hỏi. Ta sẽ thực hiện phép tính trừ, lấy 90 trừ 90 bằng 0. Vậy 90 gồm 90 và 0. Các em làm có đúng không nào? Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập cuối cùng. 5. Tính để tìm bó cỏ cho bò. Trong tranh có tất cả là hai con bò mang trên mình hai con số là 5 và 2. Đây là hiệu của những bó cỏ có trong hình. Nhiệm vụ của các em đó là tìm những cái bó cỏ tương ứng với những con bò này bằng việc tính hiệu của 25 và 20, hiệu của 17 và 15, hiệu của 45 và 43, hiệu của 16 và 11, hiệu của 89 và 87. Bây giờ cô mời các em thực hiện. Các em đã tìm xong chưa? Chúng ta cùng dò kết quả với cô nha. Bó cỏ đầu tiên, hiệu của 25 và 20, ta thực hiện 25 trừ 20 sẽ ra là 5. Hiệu của 17 và 15, 17 trừ 15 bằng 2. Hiệu của 45 và 43, lấy 45 trừ 43 bằng 2. Hiệu của 16 và 11, lấy 16 trừ 11 bằng 5. Hiệu của 89 và 87, lấy 89 trừ 87 bằng 2. Vậy, con bò mang trên mình số 2 sẽ nhận được 3 bó cỏ.
Con mò mang trên mình số 5 sẽ nhặt được hai bó cỏ. Kết quả sau khi các em thực hiện sẽ ra con mò mang trên mình số 5 sẽ là hiệu của 25 và 20, hiệu của 16 và 11. Con mò mang trên mình số 2 sẽ có những bó cỏ đó là hiệu của 45 và 43, hiệu của 89 và 87, hiệu của 17 và 15. Các em làm có đúng không nào? Tổng kết lại bài số bị trừ, số trừ, hiệu, các em đã nắm được tên gọi các thành phần trong phép trừ, biết cách tính hiệu là tính trừ. Ở nhà các em sẽ luyện thêm những bài tập mà cô đã hướng dẫn các em nha. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô thân ái chào tạm biệt các em.